Vâng. Rồi. Cái này là server chung của LoIP này. Cái này domain này là LoIP của nhà khách hàng. Ví dụ là nhà khách hàng tên gì đó mình sẽ ví dụ Hoàng Anh chấm ddis.net đó. Đôi của lo nhớ anh nhớ là ddis.net nhé. Đó. Rồi username là cái username của LoIP của mình. Mình tạo tài khoản từ đó ra. Password của cái LoIP đó server là nó on, có nghĩa là nó on đây là ok. Không có một số nhà khách hàng sẽ dùng cái phần mềm Hit Collect này để xem thì mình enable nó, enable mã code cho nó, thường thường em sẽ là admin 123. Ok, okay, xong rồi. Nhấn vào custom, custom server để coi xem cái này nó online không, thì xong nó online có nghĩa là ok. Mình sẽ vào tài khoản Hitcollect, hitcollect.com. Để tạo tài khoản cho nhà khách hàng. Tạo tài khoản. Thường thường tài khoản nhà khách hàng sẽ tên nhà khách hàng hoặc địa chỉ nhà khách hàng. Password là mình sẽ tự cài đặt, hoặc là khách hàng yêu cầu mình sẽ cài đặt cho họ. Với vùng quốc gia của nó thì mình dọn Asian Việt Nam thôi, rồi mình điền số điện thoại, không điền email, email tắt số nữa, số điện thoại bao nhiêu đó. Rồi khi có số điện thoại xong, nó sẽ chuyển về tin nhắn nhà khách hàng một cái mã code trong cái số điện thoại đó, mình sẽ đánh mã code vào chỗ này, chỗ này số điện thoại thì nó xong, có mã code chỗ đoạn này nữa, mình đánh, rồi mình nhập cái mã hình ảnh này, mình đánh, tạo thành công, ok, mình ra, nốt đi. Đó. Add vào, add mã khấu đầu ghi vào, add cho mình sẽ đi tìm, tìm có dấu cộng ngay đây, mình sẽ ấn vào, nhập mã code của nó nữa, là ok. Thì đó nó, anh sẽ thấy nó online đây, có nghĩa là nó nhận được rồi, nó mà apply có nghĩa là chưa nhận, này ok. Lúc đó mình sẽ vào tải cái app Hitcollect để mình xem trực tiếp trên điện thoại. Đến phần LoIP đi. LoIP. Ok nha. Tạo hết tài khoản LoIP rồi tạo như cam này nha. Mình sẽ vào giao tư nhà khách hàng để set up cái LoIP cho nó và set up port cho cam. Bước một là đăng nhập vào modem của nó, thì thường thường cái modem ấy là admin tùy từng loại, ví dụ bọn Viettel, bọn đâu bọn Viettel FPT hay bọn VNPT nó hay đổi mật khẩu này đó, mình sẽ xin chúng nó cái mật khẩu để vào đó. Xong rồi cái bước tường lửa này nói chung là không cần, mình tắt đi nó cũng được, không tắt cũng được, rồi lát bọt nó đó, vào theo hướng dẫn nó thôi, khoảng phần gì đó lát bọt, lát xong hết rồi, xong hết toàn bộ rồi, anh sẽ vào checkbox nó. Có hai cách, có hai web checkbox. Thứ nhất là Can You See Me, thứ hai là Ping EU. Thường thường là em hay Can You See Me này, cho nó dễ. Đó. Ví dụ check 8 là như thế này, là có nghĩa là nát, nó đã nhận địa chỉ port rồi. Ví dụ 8. Như thế này là chưa nhận địa chỉ port này, mình phải ảnh lại đó. Khi anh kiểm tra hết là địa chỉ port ok rồi nhé, check port hết ok rồi, mình sẽ tạo tài khoản đi anh ấy. Đây, đi anh ấy đi. Đấy, thì cũng có những bước như thế này, tạo vào thì cũng username, có nghĩa là username của mình ấy, của cái tài khoản của công ty mình ấy, mật khẩu là của cái tài khoản đó luôn. Còn cái domain này là domain name này là tên nhà khách hàng, địa chỉ miền nhà khách hàng, à, cái gì Hoàng Anh chấm đi chơi anh ấy thì chấm đấy đó, rồi mình server nó log in server thôi là xong. Xong rồi mình vào điện thoại mình kiểm tra coi có ok không, ok rồi mình chỉnh lại góc cam, xong hết tất cả rồi, những bước như thế.